Giàn sao thần điêu đại hiệp sau 16 năm, Huỳnh Hiểu Minh lấy lại phong độ, Lưu Diệc Phi vẫn đơ như tượng gỗ. Sau 16 năm, ba trong số dàn mỹ nhân nam thần của thần điêu đại hiệp đã từng bước trở thành ngôi sao tỏa sáng bậc nhất màn ảnh Hoa ngữ. Năm 2006, đạo diễn Trương Kỳ Trung đã gây sốt màn ảnh nhỏ Hoa ngữ khi tái hiện đầy lôi cuốn chuyện tình cô cô, Dương Quá trong siêu phẩm thần điêu đại hiệp. Phim có sự góp mặt của những tên tuổi mới nổi lúc bấy giờ như Huỳnh Hiểu Minh, Lưu Diệc Phi Dương Mịch và Trần Tử Hàm. Sau 14 năm kể từ ngày phát sóng, sự nghiệp diễn xuất của dàn mỹ nhân, nam thần trong phim đều có sự lột xác ngoạn mục. Trong số đó phải kể đến bộ ba gương mặt quyền lực của truyền hình xứ Trung, Huỳnh Hiểu Minh Lưu Diệc Phi Dương Mịch. 1. Huỳnh Hiểu Minh Chàng trai ngạo nghĩa dương quá trong tân thần điêu đại hiệp chính là vai diễn đã đưa tên tuổi của Huỳnh Hiểu Minh lên hàng ngôi sao. Bằng khả năng nhập vai xuất quỷ nhập thần, nam diễn viên đã từng bước chứng minh cho khán giả thấy không ai có thể hợp với vai diễn này hơn mình. Cụ thể, nếu ban đầu Huỳnh Hiểu Minh được nhận xét là quá giả so với nhân vật thì diễn xuất đỉnh cao ở nửa sau bộ phim của anh lại khiến không ít người xem cảm thấy cho đảo. Sau tân thần điêu đại hiệp, giáo chủ tiếp tục ghi điểm tuyệt đối trong mắt khán giả bằng những vai diễn để đời trong tân bến Thượng Hải. Tân lộc đỉnh ký, ám hương, tinh trung nhạc phi, cẩm tú duyên hoa lệ mạo hiểm. Nhiều người còn nhận định rằng Huỳnh Hiểu Minh sinh ra chỉ để đóng những vai anh hùng nghĩa khí. Và quả thật dù từng giành giải ảnh đế tại nhiều liên hoan phim lớn như Bách Hoa, Kim Kê, Kim Ưng, ừ, nhưng nam diễn viên lại khá kém duyên với thể loại phim ngôn tình truyền thể. Ngoài diễn xuất, Huỳnh Hiểu Minh còn lấn sân sang ca hát, game show và nhận được nhiều phản hồi tích cực. Mới đây nhất, nam diễn viên trở lại đầy ngoạn mục với vai diễn chất hơn nước cất trong bên tóc mai không phải hài đường hồng. Đây là sự kiện quan trọng khởi đầu hành trình lấy lại phong độ của giáo chủ sau một quãng thời gian chữ lại trong sự nghiệp vì lý do lập gia đình. Đóng nhiều phim nhưng phong độ diễn xuất của Huỳnh Hiểu Minh không ổn định, vì thế tên tuổi của anh chỉ gắn liền với thần điêu đại hiệp. Lục Đình Ký, Tân Bến Thượng Hải và anh bị gán mác là chỉ diễn được vai soái ca lạnh lùng, phong độ, mặt đơ, dư luận đã tạo nên áp lực lớn cho anh đến mức Huỳnh Hiểu Minh muốn tự tử và điều duy nhất anh có thể làm là tiếp tục cố gắng. Sau thành công những giấc mơ Mỹ ở Trung Quốc, anh nhận được nhiều giải thưởng danh giá và thoát khỏi nỗi ám ảnh về mặt diễn xuất. Tuy nhiên phát âm không chuẩn tiếng Anh cũng là một điểm yếu của Hiểu Minh. Hiện tại anh cũng đang củng cố khả năng giao tiếp của mình. 2. Lưu Diệc Phi Lưu Diệc Phi tên khai sinh là An Phong, sau này theo họ mẹ đổi thành Lưu Tây Mỹ Tử. Lưu Diệc Phi lớn lên trong một gia đình tri thức với ông nội là bí thư của Đại học Y khoa Đồng Tế Vũ Hán, bà nội là bí thư học viện Y khoa Đồng Tế. Cha và mẹ cô cũng đều có nền tảng gia giáo đặc biệt, Cha cô ông An Thiếu Khang là giảng viên tại Đại học Vũ Hán và làm trong Đại sứ quán Trung Quốc tại Pháp. Còn mẹ cô bà Lưu Hiểu Lợi là nghệ sĩ múa nổi tiếng. Tương đồng với giáo chủ Huỳnh Hiểu Minh, vai diễn thần tiên tỷ tỷ tiểu long nữ trong Tân Thần Điêu Đại Hiệp đã đem lại hào quang sáng chói cho sự nghiệp của Lưu Diệc Phi. Tuy diễn xuất có phần đơ nhẹ nhưng nhiều vẻ đẹp thoát tục khó khiến người xem có thể rời mắt sau bộ phim huyền thoại này. Nữ diễn viên sinh năm 1987 tiếp tục được chọn mặt gửi vàng trong những siêu phẩm cổ trang lớn như Thiện Nữ U Hồn. Hồng Môn Yến, Khổng tức Đài, Lộ Thủy Hồng Nhan. Năm 2014, Lưu Dịch Phi gây chú ý với vai nữ chính trong bộ phim tình yêu thứ ba có sự hợp tác với nam tài tử Hàn Quốc Song Seong Hoon. Vì đóng chung với nhau nhiều cảnh tình cảm nên cặp đôi này đã chính thức phim giả tình thật. Đến 2015, tên tuổi nữ diễn viên bỗng chìm hẳn đi bởi dự án flop mang tên hóa ra anh vẫn ở đây diễn cùng đàn em Ngô Dịch Phạm. Điều đó dần chứng tỏ việc cô không thực sự phù hợp với những vai diễn phim hiện đại. Mặc dù sở hữu gương mặt nữ thần với gia tài vai diễn đồ sộ nhưng diễn xuất của Lưu Diệc Phi vẫn luôn là đề tài gây tranh cãi mạnh mẽ đối với khán giả. Đôi mắt đẹp nhưng dễ gây cảm giác buồn ngủ của nữ diễn viên phần nào đã gây cản trở cho việc thể hiện cảm xúc thông qua ánh mắt. Đỉnh điểm là khi nhan sắc đỉnh cao ấy cũng chẳng thể cứu nổi thần thái đơ toàn tập với trăm kiểu biểu cảm như một của cô khiến khán giả phải lo ó trong Mulan 2020. 3. Dương Mịch nếu như lưu diệc phi được mệnh danh là tiểu long nữ đẹp nhất màn ảnh thì dương mịch cũng không hề kém cạnh với danh hiệu từ đông tả ấn tượng nhất mọi thời đại đôi mắt to tròn lấp lánh cùng nụ cười duyên dáng pha chút tinh nghịch đã giúp nữ diễn viên thể hiện xuất sắc vai quách tương của tân thần điêu đại hiệp cùng với huỳnh hiểu minh và lưu diệc phi đây cũng là khởi đầu thuận lợi giúp dương mịch trở thành ngôi sao sáng giá hàng đầu làng giải trí hoa ngữ hiện nay nhiều năm sau đó dương mịch xuất hiện trong một loạt dự án phim cổ trang siêu khủng như vương chiêu quân Tinh kiếm kỳ hiệp mỹ nhân tâm kế mỹ nhân thiên hạ cung tỏa tâm ngọc đến mức người ta phải trầm trồ mà phong cho cô danh hiệu nữ hoàng phim cổ trang nhờ sự đa dạng trong tạo hình cùng những phản ứng hóa học với các bạn diễn nam thần mà dù cho có nhãn mặt thì dương mịch cũng không hề gây nhàm chán đối với các phản cứng của dòng phim cổ trang tuy nhiên càng về sau thì dương mịch lại càng bộc lộ những khuyết điểm không đáng có trong diễn xuất khả năng của tiểu hoa đán không phải kém nhưng đã tụt dốc rất nhiều so với trước đây nhất là sau nghi án phẫu thuật thẩm mỹ cầm và cuộc hôn nhân tan vỡ Nữ diễn viên liên tục bị chỉ trích bởi những tác phẩm không thể tệ hơn như Tiểu thời đại 3 và 4, Nắm giữ tình yêu hay bên nhau trọn đời. Từ năm 2017 trở đi, Dương Mịch mới dần vớt vát lại hình ảnh với những bộ phim ăn khách như Tam sinh tam thế, Thập lý đào hoa, Phù giao hoàng hậu, nhưng vẫn bị nghi ngờ về diễn xuất.